Xin chào cả nhà. Vợ mình mới đi chợ về để mình xuống bếp quay coi vợ mình hôm nay nấu món gì. Mời cả nhà xem cho vui nhé. Cả nhà ơi, để coi hôm nay vợ mình đi chợ nấu món gì nha. Rau dền. Rau dền này lát luộc chấm với nước cá. Nè, cái rau dền này nó mấy cái lá có màu coi đẹp ghê. Rau dền này của người ta trồng nhà chứ không phải là trồng để bán nữa. Ăn uống hết rồi cái người ta ngắt đem ra người ta bán cho mình á. Cái đồng nó của người ta là nó nhổ luôn nguyên cái gốc, cái này nó lật cái đọt không. Không có phân thuốc nha cả nhà. Ở đây á, là vùng quê cho nên là đồ ăn thức uống là có một số á, mình ăn còn rất là thiên nhiên nha cả nhà. Là không phân thuốc. Có một số bà con người ta trồng hay là người ta đặt lợp đồ cá đó, tôm đồ cái người ta đem ra người ta bán luôn à. Này cá đối nè. Này là cá đối đập nè. Cá đối đập ăn béo lắm chứ không phải là cá đối ở biển nha. Cá đối này ở đập này luôn nè. Người bắt vô tươi xanh luôn nè. Người ta giăng lưới hay là đăng đú không, không biết nhưng mà nói là nó bắt vô không có hỏi là làm gì. Này để cá đối mình kho với khóm. Con này bự quá ha. Ừ. Cá đối kho khóm. 90 ngàn ký. Này mình ăn cá đối kho. Kho với khóm. Này là bí đao. Bữa nay mình nấu canh bí đao với tôm khô hôm Tết mình làm á. Mình lấy mấy con tôm khô đó ra mình nấu canh. Nấu canh bí đao. Bữa nay em mua mấy con ếch em chiên cho nó nữa, sợ nó ăn cá không được, có nhiều khi nó ít ăn cá. Rồi mua ba con ếch đựng cho chiên nước mắm cho tụi nhỏ nữa, nó thì tối ngày cứ mê ếch chiên nước mắm thôi. Rồi để đây bắt đầu mình làm thôi. Trời nhất là một tiếng ha, thích cho món ếch chiên với gà. Gà chiên nước mắm, trời nói chung là ếch chiên nước mắm, gà chiên nước mắm là nó ghiền lắm. Em lột củ hành với rửa hành lá hành gốc rồi đó đựng lên ướp cá nè. Cây này nó nhiều nó sai trái đến nỗi nó quằn luôn nè cả nhà. Đó. Nó quằn xuống để hồi lấy cây chống lên mới được. Để mình hái ớt vô cho vợ ướp cá. Rồi bây giờ mình bầm hành, củ hành tím với gốc hành với trái ớt. Mình bầm cho nhuyễn, mình ướp vô cá, mình kho. Cá đối kho khớm. Chứ cá đối mà kho lá gừng hôm đó kho mía cũng ngon lắm. Nhưng mà cá nhỏ nhỏ mà kho mía kho gục xương luôn á ha. Ăn cũng ghiền lắm. Mà mía của mình nó ngọt. Khỏi để đường. Rồi bây giờ mình để cá vô cái dĩa đựng mình ướp. Xong giờ mình để chút bột ngọt. Chút đường. Chút hạt nêm cho vài hột muối thôi cho nó đậm đà chút, chứ đáng lý là kho cá mình không có kho nước kho muối, nhưng mà thôi mình để tại vì mà nhà mình thích ăn nó hơi mặn mặn tí cho nên mình phải dằn ít muối cho nó đậm đà chút. Vậy là mình kho cá mình để nước mắm là nó đủ ngon rồi phải không? Đúng rồi, nhưng mà nó hơi bị lạc đối với mình cho nên mình phải dằn thêm một tí muối. Mình ướp đây khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là mình kho được. Khi ướp này cái nước mắm á là nước mắm ngon với nước mắm thường á là nó có chênh lệch cái kết quả kho không? Chênh lệch nhiều luôn á. Kho này là nước mắm ngon nha, kho mới ngon.
Nước mắm kho mình ngon, mình để ít vô rồi chăng là mình kho cũng ngon hơn là nước mắm mà không ngon mình để nhiều á, kho nó cũng không có ngon. Cho nên cứ mua đại nước mắm ngon kho đi. Rồi để đây đi, chút nó thấm là mình kho được. Rồi rửa gao, gao này không cần lặt luôn á, nó lặt cái đỏ không luôn rồi nè. Cái này là cái gì? Gao dền này là gọi là gao dền làm công trình đất của ta. Tự mọc quá. Gao dền này là gọi là gao dền đất hả? Cái này là nó biết gọi là gao dền gì nữa. Ta cho đại là gao dền đất đi. Rồi, mà cái này nó ở ngoài ruộng gọi là gao dền ruộng luôn hả? nó tự mọc á, là nói chung là không có trồng á. Tự mọc xung quanh nhà hả? Gọi là rau dền nhà. Nói chung là nó mọc ở đâu được thì nó cứ mọc á. Vậy là rau dền vườn quá. Ừ. Tiếp tục tay trái hả? Ừ, tay trái suốt đời. Rồi xong. Rồi bắt cái chảo cho nóng lên rồi mình để dầu vô rồi mình để đường vô. Đừng mình thắng nước màu. Chưa tan. Giờ dầu của nó lên nó cũng nó gì? Đường nó lên đấy rồi để thêm tỏi vô. Tỏi vô cho nó thơm đi. Đầu mình để cá vô. Thấm với nước màu rồi cho cái nước ướp này vô luôn. Mình cho một chút nước vô cái dĩa này còn lại nè, mình chán cho nó sạch cái dĩa thì mình để vô luôn. Giờ mình sắc khóm, đừng để vô trong cá kho. Cá kho khóm là có khóm nữa nè. Giờ cho vô luôn. Đầu đầu là giờ nó sôi lên rồi, giờ là mình nhỏ lửa lên cho nó cạn rồi nó thấm vô con cá là được. Chở cá lại. Một lần kho vậy á là mình sẽ chở cá mấy lần? Khoảng mấy lần? Hai lần là được rồi. Rồi bây giờ mình đậy nắp, mình để lại cho lửa nhỏ. Quay qua mình đựng mình lột tôm khô. Khô này hôm hổm của mình làm hôm Tết á, mình làm nhà luôn, mua tép về cái mình tự làm luôn. Mình để hôm Tết giờ luôn nè. Còn lại bữa nay mình lấy ra mình nấu với canh bí đao đi. Canh bí đao nấu tôm khô. Bữa nay không nấu tép tươi nữa mà nấu tôm khô. Ăn cho nó hết mấy con tôm khô này cho rồi luôn. Để mà không còn nguyên cái vỏ nè, giờ mình lột ra bớt. Lột ra. Lát cái cháy miếng tỏi thơm như mấy con tôm khô này nó thơm lên cái là mình đổ nước vô là nấu canh bí. Cái con tôm khô này á là mình lột nó không có được sạch như tôm khô của người ta bán. Tôm khô của người ta bán là người ta bỏ vô cái túi người ta quết hay sao á, nó sạch hơn. Còn cái này thôi mình lột đỡ vậy đi, ăn luôn đi cho nó có canxi. Rồi mình lột xong, cá mình chắc cũng đã chín rồi đó. Ồ, cạn rồi nè. Giờ cạn rồi nè, giờ mình để hành với ớt vô nữa là xong, là mình tắt bếp được rồi đó. Là mình có được cái món cá đối kho khóm. Đây. Rồi xong, tắt bếp rồi tới mình nấu canh thôi. Giờ mình cho miếng cháy miếng tỏi mỡ vô đây, đừng tỏi dầu ăn chứ không phải tỏi mỡ. Mình cháy mấy con tôm khô cho nó thơm nấu canh.
nước vô. Rồi xong rồi, thời gian đợi nước cho nó sôi thì bây giờ mình cắt bí ra, sắc bí ra, rồi mình sắc bí để nấu canh. Bí như bầu sắc nhỏ giống như nhau lần. Rồi nước sôi rồi, bây giờ mình để bí vô. Để bí vô, đậy nắp chút xíu nữa cho nó sôi lên rồi mình hả nêm nếm. Rồi nó sôi rồi, bây giờ mình vớt bọt. Vớt bọt xong rồi mình nêm vô là xong. Xong một nồi canh. Bây giờ mình nêm cho ít muối vô. Cho xíu hạt nêm vô thôi. Vài hộp bột ngọt vô. Ở nhà mình ăn thì mình nêm ít ít thôi. Em bán thì người ta nêm nhiều. Còn mình thì mình ít ít là được rồi. Rồi như vậy thì xong, bây giờ mình để hành vô nữa. Cho nó tan cái nêm nó ra đi. Bí thì nó cũng đã chín rồi. Giờ thì mình cho hành vô nữa là xong. Rồi mình tắt bếp, mình múc ra tô được rồi đó. Giờ mình múc ra tô chuẩn bị ăn cơm thôi. Mình sẽ có một cái tô là tôm khô nấu bí đao. Ngọt lắm rồi nha. Rồi mình múc cá ra dĩa luôn. Rồi bây giờ mình múc cá cũng đã xong luôn. Giờ dọn lên ăn cơm thôi cả nhà ơi. Bữa cơm hôm nay của gia đình mình là rau dền luộc chấm với cá đối kho khóm, canh bí đao nấu với tôm khô và ếch chiên nước mắm. Mời cả nhà dùng cơm. Dưới dòng sông có chiếc xuồng ba lá nhỏ. Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ, hai đứa mình tỏ tình yêu thương. Ghé vô, hai mẹ kèo. Lúc này là cái đập đóng cho nên là cái dòng nước ở đây nó dơ ghen xì lì và lục bình nó không được tươi, chết héo mỡ rồi. Rồi để cha xuống.
đây cảnh dòng sông nè, đẹp đẹp cả nhà ơi. Cả nhà xuống sông thấy mè keo mà có vỗ ông là trước nha. Cây mè keo đây cả nhà ơi, cây mè keo đây đó, xuống đây thấp ở dưới đây. Cuối cùng là tới chỗ rồi ha. Tới vô chưa nữa cả. Nó qua một đoạn nữa. À, lục bình nè, à, bị à, cái cống đằng phía trước à, đó cả nhà, đó phía trước nhìn thấy đó là cái cống đó bây giờ bị đóng nha. Cho nên là hôm nay cái lục bình này nó quá nhiều luôn, mà cái nước này nó đục nó dơ rồi, chứ bình thường á nước ra vô á là ở đây sạch á, và lục bình này nó xanh tươi đẹp lắm. Lục bình này bị nước mặn vô rồi nè. Ờ à, hôm nay à, có nghe nói có nước mặn ha, cho nên là nó héo. À, cái sông dơ quá rồi. Ừ, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Đây 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 đây. À, nghe. Em đứng lên này cả nhà. Coi ôi, coi chừng nha em cho nhảy té xuống sông qua nha, anh đỡ không kịp á. Ôi trời ơi, nó chín nó lòng thòng luôn nè, nhóc luôn á chị, nó chín nè, em thấy khoái quá, mượn xuồng em bơi nè. Đây nè me keo, nè cầm đi cầm đi cầm đi, em hái tiếp ơi. Ừ, à, nó trời chín quá trời luôn nhóc à, luôn, trên cao nhóc luôn á nè. À, trái me keo này chín ăn cũng ngon lắm, có người thích lắm nha cả nhà. Chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt hả? Ừ. Đó, tiếp tục vợ mình bẻ me keo nè cả nhà ơi. Ôi. Trời ơi, nhiều quá nè. Ở đây mình có nè nè. Nó nứt ra luôn nè, nè nè nè, cầm luôn đi. Nứt chín quá trời luôn. Chín lắm, chín lắm. Đây. Dính hết chưa? Nhiều lắm. Phan. Này, chua cái chua ngọt ngọt nha cả nhà. Đó, coi cái nó nhìn thấy hợp anh luôn á. Hái hái vậy, người nào nhảy luôn xong không? Ủa, coi trái nè. Hái không tại chỗ luôn. Nó ngon. Cái me này ngọt thiệt á. Mà hổm cái me bên nhà mình á, ăn làm như nó chát chát. Hổm cái me này ăn ngọt ngay vậy trời. Cái này người ta gọi là me keo nha cả nhà. Me keo mà khi có người gọi là me nước nữa. Mình cũng không biết nữa, mà nói chung là me gì mình ăn là được rồi. Ngon. Quyết định vậy đi. Ăn cho anh chó. Đâu. Ngọt ngay luôn á. À. Nó chín nó nứt cài sẵn luôn. Ngon thiệt, ngon thiệt. Mái luôn. Nó chín nhiều ngọt quá ha. Ngọt ngay à. À, nhóc nè cả nhà ơi. Ở trên còn nhóc luôn kìa. Ừ, quá trời luôn á. Cái này còn có nước lấy máy cưa cưa nó mới thấy được. Chuẩn bị bơi ra về nha cả nhà. Chết là dướng nguyên cái đám lục bình rồi là tôi ra. Chắc cái này chắc kêu anh nhảy xuống dưới thôi. Quá trời lục bình luôn. Nó dướng rồi sao ra giờ, giờ vô được mà ra không được nè. Anh nhảy xuống bè về anh. Đắm núi à. Trời ơi, nó dướng mơi. Hai nhỏ nó dính phụ. Dính cha rồi nó dính ngắt trong đây luôn rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Em ơi, cố lên. Dùng dùng hết nội công đi. Gần ra được rồi, gần được rồi. Cười, mở đường cười hả? Đừng nhúc nhích nha mấy con, té chìm xuồng à. Quá trời lục bình luôn. Nó chưa gạt được luôn nữa hả? Sắp được, đây. Tí nữa. Trời ơi. Rồi tiếp tục mấy con ơi, phụ mẹ bánh lên, bánh lên. Bơi cho cái xuồng nó ra cái đám lục bình này coi. Sao được chưa, nó dướng cái gì vậy Như? Nó dướng cái gì chú vậy? Dướng cái gì? Không phải nó có dướng cái gì á, nó cứng nhắc hả? À. Phát ra được rồi đó, hình như là xuất ra rồi đó. Chưa, mày nảy hả? Ừ đúng rồi đó, tiếc. Giỏi. Rồi, chưa coi. Thành công.
tay nó Như được rồi đó Như. Ê, ê ngồi yên đó nha, ra tới đây nó mới lật nè nha. Thu hoạch là được một chùm me keo to đùng luôn. Đem lên lát vô nhà ăn thôi bây giờ á hả. Cho anh lên bờ đi, em bơi xuồng em đi trả cho người ta ăn cái nha. Anh xách chùm me keo lên đi, em đi bơi xuồng em trả ăn cái. Nè, nè cả nhà nhìn nè. Ngon quá trời luôn. Ôi ôi dưới sông cá lồng tông nó chạy bay 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 luôn nè. Hết sức luôn. Ui. Rồi. Bữa nào em câu cá lồng tông đi. Quá trời cá luôn nè. Rồi anh bước lên đi. Ê tụi con đừng có dít nữa để cho cha lên cái. Rồi để cha lên trước nha. Đừng ngồi yên nha, con đừng có quẩy tới quẩy lui đột chứ à. Nè. Tiền đã cặp bến. Xin mời quý khách lên. Rồi. Rồi bây giờ mình lên bờ rồi, vợ mình đem xuồng đi trả nha cả nhà. Xuồng đi trả cho người ta nha cả nhà. Thu hoạch được một chùm me keo đây. Ngon ngọt. Mời cả nhà. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Chí Nhân chúc cho cả nhà được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.